mẹ giờ này họ hàng đã quay quần
làm gì để níu giữ thời gian, để tới sáng mẹ được gần con lâu hơn. Tâm sự với mẹ đây là lần sau cuối, rồi suốt cuộc đời này vĩnh biệt. Con sợ hai tiếng mồ côi chứ chả hiểu cho mẹ mà ông dương đành cách biệt. Mẹ đó